Tao bắt được con nào ấy thì con ăn con đấy được không? Bí quyết gì đấy? Bí quyết đất gà. À, con cầm có cái rổ rau tao cơ mà bí quyết đất gà. Ngân Hà ơi! Buổi chiều rồi, Ngân Hà thấy đàn gà nhà mình về nhiều chưa nhở? Ừ, bây giờ con lại lấy thóc con cho đàn ngan, nên đàn gà nhà mình ăn đi. Đi nào. Đấy, Ngân Hà vừa đuổi ngan này, gà này, bây giờ thấy gà nó về nhiều đấy. Thì Ngân Hà sẽ lấy thóc cho ngan, mới cho gà ăn đấy. Nhiều thế con. Ui, hôm nay đàn gà nhà Ngân Hà nha, về rất đông luôn nhỉ con nhỉ. Con thì thiếu cái gì? Một đàn gà chim. À, bây giờ nó ở đâu? Bây giờ con đuổi về cho nó ăn đi nào. Dưới trong. Ờ, thì đi đuổi về cho nó ăn đi. Cầm cả cái ca nhá, xong đuổi về cho nó ăn nhá. Ừ. Wow, rất nhiều gà luôn. Gà ngan nữa. Gà to sắp được thịt rồi đấy. À, một đàn gà này, Ngân Hà đang đuổi về rồi. Ngân Hà ơi, con quái ra cho nó ăn đi. À, đông quá con nhỉ. Vậy là hôm nay nhà mình có mấy đàn gà con nhỉ? Hai đàn gà con. À, đây là một đàn gà con, gà mấy mẹ và đúng không? Thế à? Thương thế. Còn ở đằng kia nhá, là một đàn gà mái mẹ đen. Rất đông gà con luôn nhờ. Công tác chăn gà mỗi buổi chiều. Úi dồi ôi, gà nhiều về kìa. Vô quấy kín chân Ngân Hà luôn này. Cả những chú ngan ra đây này. Vừa Ngân Hà rác ra đây nó ăn luôn này. Đồng thế. Ngân Hà ơi, con quay vào trung tâm chứ, để cho nó ăn chứ. Con... quay tiếp đi con. Ờ. Những chú gà này con này đẹp quá này, mới lở này con ơi. Hay là mấy hôm nữa mình sẽ chơi gà nhuộm màu, mình sẽ tô phấn lên ấy để cho chú gà các màu ấy, con thấy thích không? Ý tưởng hay không? Đâu trên điện thoại ơi, con quái ra đi để cho nó ăn. Chú Nga này ăn liều lắm, chú Nga nhà Ngân Hà liều lắm. Ăn máu hả? Kìa nó ra. Ai ăn máu không ta làm cho này. Ôi, những chú Nga này to không? Ngân Hà ơi, hay là mình bắt một chú ngan đi. Đây nó không ăn à? Đấy con xem nó ăn không. Ai ăn máu không cả. Đấy rồi. Đấy chân gà mà Ngân Hà lần dở lắm, trò lắm. Chưa. Wow. Ngân Hà ơi,
Bây giờ ba đố con bắt được chú Ngan đây. Ngan này ơi, về đây con, về đây nào. Ngan to quá mình không bắt được đâu. Các chú chạy nhanh lắm. Đi ca đi con. Lấy đi. Nó to quá. Nào, bây giờ con nôi ra đằng này nha, xong là con sẽ bắt một chú Ngan, một chú gà nhá. Để có thích ăn thịt Ngan, thịt gà không? Ngan. Ừ. Thế thì bắt ra đây xong này. Mình con bắt được con nào ấy thì con ăn con đấy được không? Biết bắt chè chết chế đây. Bí quyết gì đấy? Bí quyết lắp gà. À, con cầm cái rổ dao tao bí quyết lắp gà. Con để vào, con đổ vào trong kia đi. Rồi con lấy con úp nào. À, Ngân Hà sẽ dùng cái rổ rau này, Ngân Hà bỏ vào trong kia, Ngân Hà lên rồi Ngân Hà sẽ ụp Ngan ụp gà đấy. Ừ. Ngân Hà ơi, con đã cho rau vào trong rồi à? Cái mồi gì mà để Ngan nó vây quanh cái lồng của con thế? À, bây giờ nhá, con sẽ mất cái u lên, xong là đợi Ngan vào, xong là mình thử u xem nào. Vừa mua một tí đã đòi lâu thế nhở? Đông thế Ngan à? Con thích chọn con nào con úp nhá. Ừ, con tự úp đi, bây giờ con thích chọn con tự bắt đấy. Đấy, cách bắt của Ngan Hà rất siêu kìa. Được mấy chú nào? Và một chú Ngan, đúng không? Nào thế đó. Và hai chú Ngan. À, ba tử một chú Ngan. Xem thành quả của Ngân Hà này. Úp gà rất dễ luôn, rất đơn giản nhỉ. Ấy, Ngan còn đang ở trong còn ăn luôn kìa. Con ơi, con muốn ăn thịt gà hay thịt Ngan? Thịt Ngan. Thịt Ngan đúng không? Bây giờ con bắt Ngan đi. Bây giờ con hé cái lồng lên xong để ba bắt cho con nhá, từ từ thôi. Nha, bắt đầu nhá. Nào, con làm gì nữa đây? Bắt đây, ôm lên cho bạn xem chú Ngan đi nào. À, to thế nhỉ. À, con để chú ở dưới được này. Đấy, chú Ngan mà con đã bắt được đây này. Rất to nhỉ. Ngan đây này, con đang ngan gì con? Con không biết. Đây là ngan gì nhỉ? Ngan sao đấy? Ngan sao. À, to thế. Bắt Ngan này để thịt kìa. Rồi đấy, vậy là Ngân Hà đã bắt được chú Ngan rồi đấy. Con đã cho gà ăn xong rồi. Thế à, hôm nay bắt Ngan thích không? Thích ạ. Thì tối con định làm món Ngan gì nhỉ? Món Ngan xào. À, Ngan xào, xào lăn à? Ừ, nhờ bà nội mình xào lăn cho nhá. Tối cho Ngân Hà ăn nhá. Con chào tạm biệt các bạn đi con. Chào tạm biệt các bạn. Ừ, kênh Ngân Hà TV. Hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo nhé. Bye bye.